Tin từ bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, mới đây, bệnh viện đã phẫu thuật thành công lấy khối u nang buồng trứng nặng 5,2 kg, đường kính 30 cm ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Được biết, bệnh nhân là BTB, 67 tuổi, trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng vùng hạ vị, bụng lớn bất thường. Sau khi thăm khám toàn diện và làm các xét nghiệm chẩn đoán cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bà bị u buồng trứng lớn nhận định đây là khối u kích thước lớn, có nguy cơ ung thư cao, ekip bác sĩ đã hội trần toàn viện và xin tham vấn của các chuyên gia ung bướu tại Đà Nẵng rồi quyết định lên lịch phẫu thuật cho bệnh nhân. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u kèm cắt tử cung toàn phần và cắt một ít mạc nối lớn, mạc treo ruột để làm xét nghiệm giải phẫu bệnh lý nhằm tầm soát ung thư. Khi lấy ra, khối u có đường kính gần 30cm, nặng 5,2kg. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân B đã ổn định. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Võ thôi, Phó giám đốc kiêm trưởng khoa phụ sản bệnh viện, u nang buồng trứng đa số là u lành tính, loại u này thường là một khối u chứa dịch hoặc chất rắn có dạng như ba đậu phát triển bất thường trên hoặc bên trong buồng trứng. Đây là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở mọi đối tượng từ bé gái trong độ tuổi dậy thì đến người già, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, chất lượng cuộc sống và khả năng sinh sản của nữ giới. Qua đó bác sĩ thôi cũng khuyến cáo phụ nữ trong lứa tuổi sinh sản, phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh nên định kỳ khám sản khoa để phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm các khối u bất thường, tránh để u phát triển kích thước lớn hoặc biên chứng ác tính ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu đau bụng nhiều hoặc cơ thể gầy yếu nhưng bụng to bất thường, người bệnh nên cần đến bệnh viện ngay để được các bác sĩ thăm khám và tư vấn điều trị phòng trường hợp xấu xảy ra.